Sau một thời gian tạm lắng, những ngày qua dịch tả heo châu Phi lại tiếp tục bùng phát tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện cả nước có 29 tỉnh thành xuất hiện dịch tả heo châu Phi, với tổng đàn heo phải tiêu hủy hơn 1,2 triệu con. Riêng tại khu vực miền Đông Nam Bộ đã có 2 tỉnh công bố xuất hiện các ổ dịch, đó là Đồng Nai và Bình Phước. Trước tình hình này, ngành thú y Bà Rịa Vũng Tàu nhận định, nguy cơ dịch tả heo châu Phi lây lan trên diện rộng và xâm nhiễm vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là rất cao. Vì vậy, cơ quan chức năng và các hộ nuôi heo trên địa bàn tỉnh đang khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Ngành chức năng cũng khuyến cáo người chăn nuôi cần bình tĩnh, thay vì bán đổ, bán tháo đàn heo thì nên áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh chuồng trại để đàn heo khỏe mạnh. Mặc dù không phải là thủ phủ của ngành chăn nuôi heo, nhưng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có tổng đàn heo rất lớn, gần 450.000 con. Ngành thú y Bà Rịa Vũng Tàu nhận định, nếu bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại Bà Rịa Vũng Tàu thì sẽ gây hậu quả nặng nề cho ngành chăn nuôi. Chính vì vậy, ngay sau khi tỉnh Đồng Nai công bố dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại hai huyện Trảng Bom và Nhân Trạch, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh, dịch tả heo châu Phi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức họp khẩn với các ngành chức năng, các địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ quan thú y và các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân lực, kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống khi dịch xảy ra. Ngành thú y phối hợp với các ngành chức năng giám sát chặt chẽ người và phương tiện vận chuyển heo ra vào tỉnh, tuyên truyền để người dân không tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển heo lậu, sản phẩm heo không rõ nguồn gốc, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc, tiến hành khẩn trương công tác tiêu độc khử trùng tại các trang trại chăn nuôi. Tại các chốt kiểm dịch đầu mối tại ba địa phương gồm huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc và thị xã Phú Mỹ, lực lượng thú y cùng lực lượng liên ngành gồm cảnh sát giao thông, quân sự, quản lý thị trường trực chiến 24/24 giờ để kiểm soát các xe vận chuyển heo ra vào tỉnh. Trạm 24/24 kiểm tra tất cả các phương tiện vận chuyển, tất cả các phương tiện xe tải chạy qua lại trạm và tăng cường kiểm tra thêm thời gian vào những buổi chiều, những cái đường ngang ngõ tắt. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời các đường nhánh vào huyện đi qua các xã Quảng Thành, Cù Bị và Sơn Bình. Do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, những ngày qua giá heo trên địa bàn tỉnh liên tục giảm mạnh và hiện chỉ còn 33-35.000 đồng một ký. Điều này đã khiến nhiều hộ hoang mang bán đổ bán tháo đàn heo. Do đó, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo người chăn nuôi bình tĩnh, giữ ổn định đàn cho đến kỳ xuất bán để tránh xáo trộn thị trường, đẩy giá heo xuống thấp. Đồng thời, thực hiện tốt các biện pháp tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, bổ sung vitamin, khoáng chất vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho heo và hạn chế người ra vào chuồng trại. Như trại chăn nuôi của tôi ở đây thì mọi vấn đề vaccine phòng ngừa của cái chu kỳ chăn nuôi là một, thứ hai là vấn đề vệ sinh rồi khử trùng chuồng trại thì mình làm cũng rất là đầy đủ thì như cái khuyến cáo của chi cục thú y. Lo lắng bây giờ là cũng mong là ban lãnh đạo bên chi cục thú y tỉnh á, là hạn chế cho những cái heo ở địa phương khác đi vô cái địa phương mình để bà con có nghĩa muốn chặn đứng cái dịch để không có bị ảnh hưởng tới cái tỉnh mình. Dịch tả heo châu Phi á, thì chỉ thiệt hại trong sản xuất, không lây lan sang người. Do vậy cũng mong rằng bà con và người tiêu dùng cũng hết sức là bình tĩnh, cũng không nên hoang mang, cũng không nên quay lưng với sản phẩm thịt heo mà chúng ta tiêu thụ bình thường, sử dụng bình thường. Đối với lựa chọn những sản phẩm thịt heo mà rõ nguồn gốc, có kiểm soát của cơ quan thú y. Trong thời điểm giá heo xuống thấp, nếu nông dân liên tục xuất bán và nhập đàn heo mới về nuôi sẽ khiến tình hình dịch bệnh càng diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, ngành thú y khuyến cáo người chăn nuôi thận trọng khi tái đàn thời điểm này, đồng thời phải nắm rõ nguồn gốc xuất xứ để tránh nhập phải heo bệnh, gây thiệt hại lớn về kinh tế, không chỉ cho gia đình mà còn cho địa phương.